mọi người đã quay trở lại với vlog của Linh. Hiện giờ thì Linh đang có mặt tại căn nhà của mình và vlog ngày hôm nay thì chúng mình cùng đi khám phá nhà Linh nha. Không biết với mọi người như thế nào nhưng mà nhà đối với Linh thì luôn là một không gian mà Linh cảm thấy rất là an toàn và yên tâm và thực sự là một không gian mà mình muốn quay trở lại sau một ngày làm việc thật là căng thẳng. Như mọi người có thể thấy thì căn nhà của Linh có không gian rất là mở, một cái view rất là rộng để mình có thể nhìn ngắm toàn thành phố. Và không biết là đối với mọi người thì sao, Linh thì Linh luôn thích một cái không gian rất là đặc biệt trong nhà, đấy là chính là nhà tắm. Có lẽ là đối với một người mà là người nổi tiếng như Linh thì Linh thực sự có nhu cầu được giải tỏa căng thẳng sau mỗi ngày làm việc dài. Vì vậy là phòng tắm có thể nói là cái nơi mà Linh sử dụng nhiều nhất và có thể là dành nhiều thời gian nhất ở trong đó để có thể relax. Và chính vì vậy mà trong vlog ngày hôm nay chúng mình hãy cùng đi check in phòng tắm nhà Linh nha. Ta-da! Và đây là phòng tắm của Linh, mọi người hãy cùng vào khám phá với Linh nhé. Ở phòng tắm của Linh thì thực ra là cũng có các vật dụng rất là cơ bản thôi. Ví dụ như là bàn chải đánh răng, kem đánh răng thì ai cũng cần những cái thứ này, một chiếc comb đánh răng. Và đặc biệt là sau một mùa đại dịch thì Linh cảm thấy là thực sự rất là cần thiết, đi đâu mình cũng cần phải có nước rửa tay. Vì vậy là trong phòng tắm của Linh thì cũng không thể nào mà thiếu nước rửa tay hay là một bánh xà phòng được. Bên cạnh đấy thì mình còn có cả những cái hộp nến thơm để mình có thể thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng. Thực sự nó rất là giúp mình up mood lên và giúp mình kiểu được relax sau những cái giờ phút mà mình phải đi ra ngoài. Và sản phẩm mà Linh chuẩn bị giới thiệu với mọi người, Linh tin chắc rằng đây là một sản phẩm cực kỳ quan trọng với các chị em phụ nữ chúng mình, đó chính là dung dịch vệ sinh phụ nữ. Đối với Linh thì Linh là một người khá là khó tính trong việc lựa chọn các sản phẩm để chăm sóc bản thân, mà đặc biệt là các sản phẩm liên quan tới vùng nhạy cảm, vì mình luôn mong muốn là được sử dụng những gì an toàn và đảm bảo nhất cho vùng nhạy cảm, cũng như là giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa. Và sản phẩm mà gần đây Linh đang sử dụng đó chính là bộ đôi dạ hương Phạc Ma. Dạ hương thì chắc là ai cũng biết rồi, một thương hiệu dung dịch vệ sinh phụ nữ quốc dân, vừa an toàn, dịu nhẹ mà lại phù hợp với sinh lý phụ nữ Á Đông và rất là dễ tìm mua ở khắp mọi nơi nữa. Trước khi phải lòng bộ đôi dạ hương Phạc Ma thì Linh cũng đã rất yêu thích dòng truyền thống của dạ hương, đó chính là dạ hương lavender màu tím. Nhưng mà sau khi sử dụng bộ đôi dạ hương Phạc Ma thì Linh cảm thấy như là đã tìm thấy chân ái của cuộc đời mình vậy, và hoàn toàn không muốn đổi sang bất kỳ dòng sản phẩm nào khác. Cái hay của bộ đôi dạ hương Phạc Ma đó chính là sự chuyên biệt cho từng nhu cầu của người sử dụng mà vẫn an toàn, dịu nhẹ và phù hợp với sinh lý phụ nữ Á Đông như là các chuyên gia đã khuyên dùng. Dạng gel trong, dễ sử dụng cũng như là làm sạch. Đầu tiên là dạ hương Phạc Ma Total Care màu xanh lá. Dòng này thì Linh tin là rất phù hợp với việc vệ sinh hàng ngày, đặc biệt là những ngày đèn đỏ của chị em chúng mình. Nó vừa giúp giảm viêm, giảm kích ứng cũng như là ngăn mùi nữa. Hương trà xanh rất là dễ chịu, thoải mái và cực kỳ phù hợp với những ngày hè nóng nực. Ngoài việc duy trì những thành phần thảo dược như bản truyền thống, sản phẩm này còn được bổ sung những thành phần được nhập khẩu từ châu Âu như là Bisabolol được nhập khẩu từ Đức hay là Bio Ecolia được nhập khẩu từ Pháp, giúp duy trì, bảo vệ và củng cố hệ vi sinh vật vùng nhạy cảm. Đối với những bạn vừa muốn làm sạch, vừa muốn dưỡng ẩm tự nhiên cho vùng da nhạy cảm luôn tươi sáng cũng như là mềm mịn, thì đây, dòng sản phẩm dạ hương Phạc Ma Moisturizing màu hồng siêu xinh xắn, đáng yêu này chính là sự lựa chọn không thể nào hoàn hảo hơn. Sản phẩm này thì được bổ sung tinh chất hoa hồng Bulgaria kết hợp cùng với chiết xuất dâu tằm, collagen cũng như là vitamin B3 để giúp giữ ẩm cho da, rất phù hợp với tình trạng da bị khô, không mềm mại hay là bị tối màu. Với mùi hương hoa hồng thì rất là dễ chịu và quyến rũ. Và đó là những vật dụng không thể thiếu trong nhà tắm của Linh. Xin cảm ơn mọi người đã ghé thăm cũng như là xem hết video này. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của Linh. Bye bye!